Đây đây đây, cháo xong rồi đây. Em thử xem đã vừa chưa? Nóng đấy. Sao? Vừa rồi. Đợi một tí, hành về chứ tôi có ngay. Bố thương mẹ lắm nhá. Bố nấu cháo cho mẹ này, xong bố còn mua pizza cho con nữa cơ. Thế bình thường, mẹ mua đồ ăn cho cả nhà, không thấy voi nói như vậy đi. Đâu, mẹ thương cả nhà mà. Sợ, để rằng con mát mày mát mặt. Miệng khéo như này thì lo gì ấy, voi nhờ. Vâng ạ. Bố ơi, có người gọi. Ai gọi đi con? Để con xem à. Phở u phu sắc phú. À, chủ phú bạn bố đấy. Ấn long ngoài giúp bố với. Vâng ạ. Ơi tao đây. Này, dạo này mất mặt ở đâu đấy? Chẳng thấy sang quán tao. Sang đi, có vụ này hot lắm đấy. Vụ gì? Yến về nước rồi, biết chưa? Để tao tí nhá. Tao vừa để lo ngoài. Xin lỗi nha, đang ở nhà. Nói chuyện của Yến có tiện không? Không sao đâu, bên nhà tao thoải mái lắm. Mà mày gặp Yến bao giờ? Yến về được nửa tháng rồi. Mà tao tưởng sẽ phải liên lạc gặp mày luôn chứ nhở? Điên à? Liên quan gì mà liên lạc? Thế mà tao cứ tưởng là liên quan lắm cơ. Bởi vì Yến gặp tao là để xúc tiến vụ ly hôn đấy. Nói chuyện sau nhé. Bất ngờ không? Thế mà tao lại giúp Yến vụ ly hôn. Nhưng mà cái vụ này cũng lằng nhằng phức tạp lắm. Bởi tài sản chung cũng nhiều nữa. Mày có biết lý do ly hôn là gì không? Thấy bảo là chồng Yến cũng bồ bịch gì đấy. Về sau thì mạnh ai nấy sống. Nhưng cái làm tao bất ngờ nhất ấy, Yến không có ý định giành quyền nuôi con. Sao? Có con rồi á? Mấy tuổi? 5 tuổi, con gái. Mà tao tưởng Yến về là phải tìm mày luôn chứ. Mày điên à? Liên quan gì đâu mà tìm. Yến mà nghe mày nói thế chắc là buồn lắm đấy. Yến kể với tao là đi lấy chồng nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với mày. Thế nên cũng không toàn tâm toàn ý với hôn nhân lắm. Nên đổ vỡ cũng là có phần lỗi của Yến đấy. Tài thật. Má thì chẳng sao. Đến lúc có chuyện lại nhắc đến tao à? Đấy là tao kể chuyện thế thôi. Chứ mày với Yến ngày xưa yêu nhau trời long đất lở thế nào, đội này ai chẳng biết. Dù sao thì đấy cũng là lựa chọn của Yến. Thôi, uống đi. Ít ra bây giờ bọn tạm chẳng liên quan gì đến nhau cả. Em vẫn chưa ngủ à? Em chưa. Em đang suy nghĩ vài việc. Sáng mai đi Tam Đảo sớm, chiều về anh đưa em đi thêm băng nhé. Em cần gì nữa không? Em không. Từ này bố còn chưa về nữa. Đâu thế? Mẹ đưa bố về làm gì ạ? Thì bố hứa là sẽ đưa mẹ đi thay băng. Nhưng bây giờ chẳng thấy bố đâu cả. Mẹ để con gọi cho bố. Bố
Bố ơi, bố sắp về chưa ạ? Bố xong công việc rồi. Nhưng có một người bạn của bố ở xa mới về, nên bố đi gặp một lát. Bố chưa về ngay được đâu. Anh không về được ấy, không gọi điện báo cho em biết, để em đỡ phải chờ. Quên, suốt ngày quên. Anh đi gặp bạn cũ của anh đi, không cần về nữa. Mẹ giận bố hả mẹ? Mẹ chẳng có quyền gì giận bố con hết á. Thôi, mẹ tự đi vậy. Mẹ để con đỡ mẹ.